Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin nhiều dự án điện gió tại Lào có kế hoạch bán điện về Việt Nam. Ngày 25 tháng 2, AFA Tiếng Việt loan tin hơn 4.100 MW điện gió tại Lào có kế hoạch bán về Việt Nam. Theo đó, 7 dự án điện gió của Lào với tổng công suất gần 4.150 MW đang được các nhà đầu tư nước này đề nghị bán cho Việt Nam qua đường dây truyền tải liên miền. AFA cho biết trong số trên, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho truyền thông hay công suất từ nhà đầu tư Lào đề nghị bán trước năm 2025 là hơn 682 MW. Số còn lại sau thời gian này, EVN cho biết, chỉ riêng đề xuất bán điện gió qua các đường dây truyền tải tại Quảng Trị, các dự án Lào cũng có thể cung cấp hơn 4.000 MW, lớn hơn rất nhiều so với khả năng giải tỏa công suất bên phía Việt Nam. AFA dẫn nguồn từ báo Tuổi Trẻ cho biết công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và thương mại Vinacom nhiều lần có kiến nghị EVN về việc triển khai dự án điện gió Savan 1 tại tỉnh Savannakhet, Lào với công suất 495 MW. Hình ảnh bản tin trên AFA. Dự kiến dự án đưa vào khai thác trước ngày 31 tháng 12 năm 2025. Vì vậy, công ty Vinacom đề xuất EVN có kiến nghị tới Bộ Công Thương về chủ trương nhập khẩu dự án điện gió Savan 1 và cam kết đưa dự án vào vận hành năm 2025 để góp phần cung ứng điện cho miền Bắc Việt Nam. AFA cũng dẫn báo cáo của EVN gửi Bộ Công Thương cho biết điện cho miền Trung và Nam sẽ được đảm bảo tới 2030 nếu các nguồn mới trong quy hoạch điện số 8 đảm bảo tiến độ hoàn thành. Nhưng với miền Bắc, cung ứng điện trong các tháng cuối mùa khô đến năm 2030 sẽ hết sức khó khăn và khu vực này sẽ thiếu điện từ năm 2025. Vì thế, nhập khẩu điện từ Lào sẽ hỗ trợ giảm nguy cơ thiếu điện các năm tới. Theo AFA, Việt Nam nhập khẩu điện từ Lào chủ yếu là từ thủy điện từ năm 2016 và từ Trung Quốc từ năm 2005 qua các thỏa thuận hợp tác liên chính phủ. Việc tăng mua điện từ Lào cũng được Bộ Công Thương đưa vào kế hoạch cung cấp vận hành điện trong năm 2024. AFA dẫn lời ông Nguyễn Anh Tuấn, nguyên giám đốc Trung tâm Năng lượng Tái tạo thuộc Bộ Công Thương, nói trên tờ Tuổi Trẻ rằng việc nhập khẩu điện từ Lào ngày càng gia tăng là một xu thế trao đổi kinh tế thị trường hợp lý với đôi bên cùng có lợi. Nếu Việt Nam có thể nhập khẩu điện gió từ Lào thì có lẽ đây là một tín hiệu tốt cho quá trình chuyển đổi xanh. Hình ảnh nhiều dự án điện gió được triển khai tại Lào với mục đích bán điện về Việt Nam. Vào cuối năm 2022, Việt Nam đã đạt được một thỏa thuận với các nước công nghiệp phát triển G7 để nhận được một gói trợ giúp tương đương 15,5 tỷ đô la cho việc chuyển đổi từ điện than sang các nhiên liệu thân thiện với môi trường nhằm đạt mục tiêu đưa phát thải ròng về không vào năm 2050. Tuy nhiên, ngay sau đó, Việt Nam đã liên tiếp bắt bớ 6 nhà hoạt động môi trường độc lập, khiến cho quá trình triển khai gói hỗ trợ này có trở ngại. Bên cạnh đó, Việt Nam được đánh giá là có tiềm năng để phát triển điện gió ngoài khơi vì có gió mạnh và các vùng nước nông gần khu vực đông dân cư. Ngân hàng Thế giới ước tính lĩnh vực này có thể bổ sung thêm ít nhất 50 tỷ đô la cho nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, bao nhiêu năm qua mà Việt Nam vẫn ì ạch trong quá trình phát triển nguồn năng lượng tái tạo này, có thể nói là đến lúc này vẫn chưa có nhà máy điện gió nào đi vào hoạt động. Chung quy cũng chỉ bởi vì những cản trở trong vấn đề thủ tục, quy định và cả kinh nghiệm, năng lực trong lĩnh vực này. Trước đó, Việt Nam từng đặt ra kế hoạch có được 6 GW điện gió ngoài khơi đến năm 2030, nhưng theo các chuyên gia, khó có thể đạt được mục tiêu này. Điều đáng nói là quá trình chuyển đổi năng lượng xanh chậm trễ của Việt Nam sẽ làm ảnh hưởng trầm trọng đến nền kinh tế, bởi đa số các nước phát triển ngày nay đều đòi hỏi tiêu chuẩn xanh về hàng hóa nhập khẩu vào đất nước của họ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin nhiều dự án điện gió tại Lào có kế hoạch bán điện về Việt Nam. Vietjet không trả tiền thuê máy bay và không muốn trả lại máy bay. Ngày 24 tháng 2, AFA Tiếng Việt loan tin, Vietjet phản bác cáo buộc của tòa án ở Anh về việc cản trở trả máy bay vì nợ tiền thuê. Theo đó, hãng hàng không giá rẻ Vietjet mới đây đã lên tiếng phản bác lại cáo buộc là hãng này cản trở việc trả lại 4 máy bay hãng Vietjet mượn của Fitzwater Aviation, nhưng nợ tiền thuê từ năm 2021. AFA dẫn nguồn từ một hãng tin quốc tế cho hay Fitzwater Aviation đã đưa ra vụ việc này ở một tòa án ở Anh, và hôm 16 tháng 2, chánh án của tòa án này đã yêu cầu Vietjet
không được có các hành vi can thiệp vào việc trả máy bay cho Fitzwater Aviation. Hình ảnh bản tin trên AFA. Fitzwater Aviation cáo buộc Vietjet đã có hành vi can thiệp ở phía sau nhằm ngăn cản việc đưa cả 4 máy bay Airbus A321 ra khỏi Việt Nam. AFA dẫn tin từ trang Airline Ratings, một trang uy tín chuyên đánh giá về các sản phẩm và an toàn hàng không quốc tế. Theo đó, hôm 19 tháng 2, Vietjet ra tuyên bố cho biết các luật sư của Vietjet đã khẳng định cam kết của hãng hàng không trong việc tiếp tục tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và tôn trọng các phán quyết của các tòa án và các quy định liên quan. AFA cho biết trong tuyên bố của mình, Vietjet viện dẫn công ước và nghị định thư Cape Town quy định việc đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay và cho rằng đây chính là yếu tố khiến cho các máy bay của Fitzwater Aviation vẫn còn bị giữ lại. Theo thông báo của Vietjet, vụ tranh chấp phát sinh trong giai đoạn đỉnh điểm của đại dịch COVID-19 khi các thành phố bị giới nghiêm và ngành hàng không bị ảnh hưởng nặng nề. Trong giai đoạn đó, các hợp đồng thuê tàu bay dài hạn và ổn định của Vietjet bị đột ngột chuyển giao từ bên cho thuê gốc sang cho Fitzwater Aviation mà không có sự đồng ý của Vietjet. Hình ảnh máy bay Vietjet. Các luật sư của Vietjet hoàn toàn bác bỏ bất cứ khoản nợ nào còn lại do Fitzwater Aviation đòi, thông báo của Vietjet viết. Hiện chưa rõ bên cho thuê Fitzwater Aviation sẽ làm thế nào để đưa các máy bay của họ ra khỏi Việt Nam. Tuy nhiên, rõ ràng hành động của Vietjet, trong đó có sự hỗ trợ ngầm của chính phủ Việt Nam, đã khiến cho ngành hàng không Việt Nam mất uy tín nặng nề. Thậm chí, một tòa án ở Hà Nội còn chặn việc thu hồi các máy bay này vào hồi tháng 4 năm 2023. Hậu quả trước mắt là Việt Nam bị nhóm công tác hàng không có trụ sở ở Anh đưa vào danh sách theo dõi. Điều này đồng nghĩa với việc các hãng bay của Việt Nam sẽ gặp khó khăn khi thuê máy bay. Tuy nhiên, dường như điều đó không ảnh hưởng đến Vietjet, bởi ngày 22 tháng 2, AFA cho biết Vietjet Air ký bản ghi nhớ mua 20 máy bay Airbus. Theo đó, hãng Vietjet Air vừa ký bản ghi nhớ mua 20 máy bay A330-900 của hãng Airbus để thay thế cho đội máy bay hiện tại của hãng. Hình ảnh nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, bà chủ tai tiếng của Vietjet. AFA dẫn lời ông Christian Schreier, giám đốc phụ trách mảng máy bay thương mại của hãng chế tạo máy bay Airbus, cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng được làm việc cùng Vietjet trong giai đoạn mở rộng tiếp theo của hãng. Tuy nhiên, có lẽ cần nhắc nhẹ cho ông Christian Schreier một chút. Airbus nhớ thu đủ tiền của Vietjet trước khi giao máy bay, bằng không với truyền thống mặt dày của chị Thảo, có thể rồi đây Airbus lại phải mệt mỏi hầu tòa và tìm cách thu hồi lại máy bay vì không nhận được thanh toán." AFA dẫn tuyên bố của Vietjet cho rằng việc thay thế những máy bay này khi hoàn tất sẽ là hợp đồng mua máy bay thân rộng lớn nhất của hãng từ trước đến nay. AFA cũng dẫn lời của ông Benoit de Saint-Exupéry, phó chủ tịch Airbus phụ trách bán hàng của hãng, nói rằng hy vọng việc mua bán sẽ được thực hiện vào những tuần tới và việc bàn giao các máy bay đầu tiên sẽ được thực hiện vào năm 2026. AFA cho biết thêm, Vietjet Air hiện có 110 máy bay phục vụ 30 tuyến bay quốc tế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Vietjet không trả tiền thuê máy bay và cũng không muốn trả lại máy bay. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d